Anh chị và các bạn thân mến, rất cảm ơn anh chị và các bạn đã để lại những cái phản hồi tích cực có, tiêu cực có về video ngày hôm qua 28 tuổi sở hữu căn hộ 1,5 tỷ bằng cách sau đây. Ở phản hồi của quý anh chị và các bạn trong cái phần comment thì rất nhiều những ý kiến trái chiều xoay quanh cái việc là chúng ta không nên mua nhà với cái việc vay tỷ lệ lên tới khoảng 70%, 65-70% khi mà chỉ mới tiết kiệm được khoảng 500 triệu vay tới cả tỷ đồng. Thực tế mà nói thì nếu như với những anh chị và các bạn đã theo với Thắng ơi trong một cái chặng đường dài thì không còn xa lạ gì trong cái câu chuyện Thắng đã từng có một video nói chuyện với một người bạn về cái câu chuyện là vay lãi ngân hàng để mua nhà. Và anh chị biết rằng là Thắng đưa ra cái lời khuyên rằng là cái tỷ lệ vay nó cần phải phù hợp, phụ thuộc vào cái thu nhập và phụ thuộc vào cái khả năng chi trả của mỗi một cá nhân nào đó. Và cũng phụ thuộc vào cái thu nhập thực tế mà anh chị và các bạn có. Do đó thì với một cái video mà ngày hôm qua Thắng trao đổi với anh chị và các bạn thì rõ ràng Thắng chỉ đưa ra một cái ví dụ ở góc độ là lấy một cái giả định là mức lương như vậy. Còn tùy thuộc vào từng người và tùy thuộc vào điều kiện hoàn cảnh của từng gia đình, khả năng hỗ trợ của gia đình hai bên nội ngoại thì chúng ta đều phải cân nhắc và xem xét trong cái câu chuyện mua hay không mua, hoặc chúng ta có thể chậm hơn trong cái việc mua bằng việc tiếp tục tăng cái thời gian để tích lũy cũng như là tăng cái giá trị mà cái tiền vốn gốc của chúng ta có sẵn có và giảm bớt cái tỷ lệ vay lãi ngân hàng. Bởi vì nói gì thì nói, cái việc vay lãi ngân hàng nó khiến cho chúng ta phải trả một cái tiền lãi khá là nhiều cộng với cái tiền gốc giật lùi. Thì chúng ta đã đẩy cái việc là số lượng tiền mà chúng ta phải mua một căn hộ nó đắt lên rất là nhiều. Thì nhiều video chúng tôi đã nói về điều đó. Trong video ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ làm rõ với quý anh chị em và các bạn về bản chất của video ngày hôm qua ở cái khía cạnh góc nhìn đó là thói quen. Thói quen thì nó bắt nguồn từ những cái hành động mà được lặp đi lặp lại nhiều lần. Và những hành động thì nó bắt nguồn từ cái nhận thức, từ cái suy nghĩ và từ cái kế hoạch. Và kế hoạch thì nó phải đến từ cái trình độ nhất định và cái khả năng cố gắng cũng như cái kỷ luật thép của từng người. Và để được có được những cái thói quen tốt thì chúng ta đã phải rèn luyện và tập luyện rất nhiều thứ trong số những cái thứ mà anh chị và các bạn thường hay được mọi người giới thiệu để rèn luyện, đó chính là tập thể dục thể thao và tham gia những cái thử thách, hoàn thành những cái công việc trong một cái khoảng thời gian nào đó. Nhờ đó mà chúng ta hình thành nên những cái thói quen tốt, và các cái thói quen tốt đó nó có cái tính gọi là móc xích và liên kết với nhau, tạo ra cho chúng ta hình thành nên một cái con người tích cực và có thể vượt qua được những cái khó khăn trong cuộc sống cũng như là tạo lập ra những cái thói quen tốt và tích cực. Thì cái câu chuyện mà chúng ta thực hành tiết kiệm cũng như là chúng ta đưa ra và cố gắng để mà sau một cái khoảng thời gian đi làm thì có một cái khoảng nguồn vốn nhất định để chúng ta, hoặc là có khả năng và kỹ năng nhất định thì chúng ta làm ăn, hoặc là nếu không có khả năng làm ăn thì chúng ta cũng có một cái lượng tiền để mà dự phòng cho những cái câu chuyện mà bất thình lình nó có thể xảy đến đối với mỗi người. Thì chúng tôi trước khi nói về cái câu chuyện này thì xin được kể với anh chị và các bạn về cái câu chuyện về cây bốn lá, tức là cây may mắn. Và không phải là chỉ là cây may mắn mà bất kỳ một loại hạt giống nào trên thế giới này thì đều không thể nảy mầm được trên một cái vùng đất mà khô cằn, không có nước cũng như những cái điều kiện sống tối thiểu nhất cho một cái hạt giống có thể nảy mầm. Và rõ ràng thì chúng ta cũng sẽ thấy một điều nó tương tự là cơ hội thì sẽ không bao giờ có thể nắm bắt được nếu chúng ta không có một cái môi trường, một cái sự chuẩn bị trước đó, đặc biệt đó là sự chuẩn bị về nguồn vốn. Chúng ta biết có cơ hội nhưng chúng ta không có vốn thì chúng ta cũng đành bó tay. Chúng ta biết rằng là chúng ta làm điều đó sẽ đem lại cái kết quả tốt và tích cực. Cơ hội đến thì có khi, có lúc phải vài ba năm hoặc thậm chí là trong đời người chỉ có một vài cơ hội đến thôi. Nhưng rõ ràng, dù chúng ta có biết chắc đi chăng nữa mà không có vốn thì chúng ta cũng không làm được.
Mà với một số anh chị và các bạn, với một số các bạn trẻ thì rõ ràng rằng cái câu chuyện không phải ai cũng có xuất phát điểm xuất thân từ một gia đình gọi là dòng dòng tộc có điều kiện, có kinh tế để khi cần biết có cơ hội chúng ta đều có thể gọi cha, ới mẹ hoặc là vay mượn của người thân để có tiền làm ăn hoặc kinh doanh hoặc là nắm bắt cơ hội. Do đó thì đại bộ phận chúng ta đều là những người xuất phát thấp và gần như là không có gì trong tay. Vậy cái điều và mà chúng ta cần làm như cách của chúng tôi hướng dẫn trong video 28 tuổi sở hữu 1,5 tỷ một căn hộ, đó chỉ là một cái gợi ý nhỏ trong cái câu chuyện chúng ta thực hành tiết kiệm trong khoảng tầm 5 đến 6 năm thì chắc chắn chúng ta đã thành thói quen. Nhiều người vẫn tranh cãi với Thắng ơi về cái câu chuyện rằng là còn rất nhiều các khoản khác để chi tiêu. Thưa với anh chị và các bạn, thực ra Thắng đưa ra một con số cụ thể làm ví dụ để quý anh chị và các bạn thấy được nó rõ ràng hơn. Còn thưa với quý vị và các bạn thì ở đây đó là nguyên tắc về quản trị tài chính. Trong quản trị tài chính thì chúng ta đặc biệt cần phải làm cái câu chuyện gọi là thực hành tiết kiệm với cái tỷ lệ tối thiểu là 30% cho cái câu chuyện là bao gồm là tiền vốn của tích lũy cho tương lai cũng như là tiền tiết kiệm đó cũng đóng cả cái vai trò là dự phòng rủi ro trong những cái trường hợp đặc biệt, và đôi khi nó cũng sẽ là một cái nguồn vốn để đầu tư cho những cái phần việc khác, lấy ví dụ như là gọi là mở mang cái kiến thức, học hành thêm những cái khóa đào tạo học tập và nâng cao, hoặc là có những cái khóa đào tạo, tôi lấy ví dụ như những cái chứng chỉ của quốc tế cấp trong nghề tài chính, ví dụ như là CFA hoặc là CMT, hoặc là một số những cái chứng chỉ của ngành kiểm toán kế toán của quốc tế cấp ACCA hoặc là một số cái chứng chỉ khác. Thì tất cả các cái chứng chỉ này nó đều được và đều phải sử dụng tới cái nguồn vốn nó gọi là tiền, nó không hề rẻ một chút nào quý anh chị và các bạn. Hoặc ngay cả quý anh chị và các bạn có đi học thêm một lớp tiếng Anh nâng cao thì chúng ta cũng cần phải có một cái nguồn tiền nhất định thì mới học được một cái lớp, một cái chất lượng. Thì đó nó bao gồm tất cả và buộc chúng ta phải thực hành tiết kiệm theo hướng tức là tỷ lệ tiết kiệm tối đa, sorry anh chị và các bạn, tối thiểu phải đạt được 30% cái đồng lương của chúng ta. Thì rõ ràng là 2 triệu đồng cho mức lương 9 triệu là chúng ta cũng đều có thể tính được một cái tỷ lệ là chúng ta biết được rằng là chúng ta còn tiết kiệm chưa tới 30%, do là mức lương ban đầu khởi điểm của chúng ta khá thấp, do đó thì chúng ta tiết kiệm từ từ, và khi chúng ta có mức lương 14 triệu rưỡi thì chúng ta cũng chỉ mới tiết kiệm ở cái mức là 4 triệu rưỡi thôi, nó cũng vẫn còn đang nằm ở cái mức thấp hơn 30% so với cái quy định về cái câu chuyện là chúng ta buộc phải tiết kiệm và để có nguồn vốn đầu tư sau này, và cũng để có được những cái dự phòng liên quan tới ốm đau bệnh tật hoặc là những cái nguồn vốn để chúng ta đầu tư phát triển bản thân cũng như là đầu tư cho tương lai và dự phòng cho những vấn đề gọi là bất trắc, cũng như chúng ta có thể sớm tậu được nhà, mua được những cái tài sản có giá trị và nâng cái tầm của chúng ta lên. Khi mà anh chị và các bạn bước vào tuổi 30, chúng ta có một cái nguồn vốn nhất định, chúng ta có một cái tài sản nhỏ nhỏ nào đó. Có thể anh chị và các bạn không chọn cái giải pháp là mua căn hộ. Chúng ta có thể đầu tư vào chứng khoán với những người hiểu về tài chính để mua và sở hữu một lượng nhỏ nào đó, vài ngàn, vài chục ngàn, một cái cổ phiếu nào đó mà nó có cái tính tăng trưởng ổn định, bền vững, cao hơn lãi suất ngân hàng. Có thể anh chị và các bạn mua một miếng đất ở vùng xa với cái mức giá vừa phải, gần như không phải vay ngân hàng. Có thể anh chị và các bạn đầu tư vào vàng, hoặc là chúng ta có thể đầu tư kinh doanh những cái lĩnh vực nhỏ hơn mà nó phù hợp với cái điều kiện cũng như là cái năng khiếu của quý anh chị và các bạn. Hoặc là nếu không thì chúng ta hoàn toàn có thể trích ra một phần để đầu tư cho bản thân, phục vụ cho cái công việc làm ăn của chúng ta để mức lương của chúng ta không phải là tăng thêm 10% cho một năm mà có thể tăng nhiều hơn với cái việc đánh giá của lãnh đạo sếp về việc là năng lực của chúng ta tăng cao và giải quyết được nhiều cái vấn đề, nhiều công việc cũng như tạo ra được nhiều cái lợi ích cho doanh nghiệp thì họ hoàn toàn sẵn lòng có thể nâng lương và tăng cái nguồn thu nhập cho quý anh chị và các bạn. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại là không có cách nào khác, cái giá của thành công, cái giá của nguồn vốn và đó cũng là thứ mà chúng ta làm chủ được cuộc đời của mình, làm chủ chính bản thân mình trong cái câu chuyện là ít phụ thuộc vào các doanh nghiệp. Khi mà chúng ta bước vào cái tuổi trưởng thành, chúng ta có một nguồn vốn nhất định, chúng ta có cái được gọi là nguồn lực, cái chúng ta thường sử dụng đầu tiên mà chúng ta hay bán cho các doanh nghiệp đó là bán về sức lao động. Chúng ta phải set up và tìm mọi giải pháp cũng như là phải chấp nhận
cho cái câu chuyện là giảm bớt nhậu nhẹt, giảm bớt cà phê, giảm bớt những cái vấn đề chi tiêu không hữu ích, hoặc là những cái thứ mà chỉ là ở góc độ gọi là sở thích và đam mê, cái mà chưa thực sự cần thiết. Để làm gì? Để chúng ta có thể tích lũy thành công cho tương lai. Cái điều này là điều rất rất cần thiết, và cái giá đó nó phải trả cho câu chuyện đó là chúng ta phải thu hẹp các mối quan hệ lại, chúng ta giảm bớt những thứ mà chúng ta coi và có thể tính toán rằng là nó không có hữu ích nhiều. Tất nhiên chúng tôi không khuyến nghị anh chị và các bạn là từ bỏ tất cả các mối quan hệ cũng như là từ bỏ mọi thứ các hoạt động, bởi vì với cái mức thu nhập và cái mức để lại để chi tiêu so với cái mức chi tiêu có thể sống được ở thành phố Hồ Chí Minh thì rõ ràng ngay từ những năm đầu tiên đi làm chúng ta đã có cái mức chi tiêu 7 triệu đồng so với mức 5 triệu đồng thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể dư ra một lượng tiền nhất định để chúng ta quan hệ cũng như là tăng thêm các cái mối quan hệ bạn bè và giữ những cái mối quan hệ cần thiết. Còn những mối quan hệ nào mà đánh giá là không cần thiết, hoặc là những cái bữa nhậu mà chỉ là lý do vì chúng ta thèm chai bia, thèm chén rượu mà chúng ta vẫn cứ gọi cố để đi thì chúng ta cũng cần nên cắt bớt, thay vì là những cái mối quan hệ vô bổ như vậy thì chúng ta dành cái thời gian đó để tích lũy cũng như tự học. Trong cái điều kiện công nghệ 4.0 hiện nay thì gần như là tới 99,9% những thứ anh chị và các bạn muốn học và muốn thực hành hoặc là muốn nghiên cứu để bổ túc cho cái công việc cũng như phát triển bản thân, nó đều nằm trên Internet, nó đều nằm trên mạng, và nó chỉ cần có cái sự trợ giúp của chị Google. Chỉ cần hỏi chị Google em muốn tìm cái này, em muốn tìm cái kia, chị Google sẽ trả lời cho anh chị và các bạn hết tất cả mọi thứ các anh chị và các bạn cần. Và chỉ cần chúng ta có kỹ năng một chút về cái khả năng tìm kiếm là sẽ ra thôi. Ngay cả tài liệu hoặc là những cái vấn đề liên quan đến những cái khóa học chuyên sâu cao cấp hoặc là những cái vấn đề mà chúng ta muốn thì đều có trên Internet. Điểm thứ ba nữa là cái giá của thành công nó nằm ở chỗ là chúng ta không có cách nào khác ngoài cái câu chuyện là chúng ta phải buộc tự mình gọi là dành dụm để có cái nguồn lực cho riêng mình. Cái nguồn lực về tiền nó gọi là cái nguồn lực thứ hai ngoài cái sức lao động của chúng ta, là nguồn lực về khả năng, kỹ năng lao động, thì cái nguồn lực về nguồn vốn tiền nó cũng là một trong những cái nguồn lực có thể tự tạo ra tiền. Cái tối thiểu nhất là nó có thể tạo ra tiền bằng việc quý anh chị và các bạn gửi ngân hàng, nó cũng đẻ ra tiền. Nhưng mà có nhiều cái phương pháp khác nó có thể đẻ ra một tỷ lệ cao hơn, và gần như nếu anh chị và các bạn có một cái nguồn vốn lớn trong quá trình mà lương bổng quý anh chị và các bạn không phải là 14,5 triệu mà có những người lương tới một vài ngàn đô, chúng ta để dành cho một cái khoản tiết kiệm lên tới cả hàng tỷ đồng, thì cái nguồn lực từ tiền nó còn có thể đem lại cho anh chị và các bạn cái nguồn thu nhập thụ động rất là cao luôn, thưa với anh chị và các bạn. Cái điểm lợi ích của vốn thì thực sự là chúng ta đã có nhiều video, đã có nhiều những chia sẻ về đầu tư chứng khoán, về đầu tư vàng, về đầu tư rồi Bitcoin, những dự báo, những cái vấn đề liên quan tới cái câu chuyện là anh chị nên làm gì, đầu tư cái gì, như thế nào, hoặc là mua cổ phiếu nào. Thì đã có quá nhiều những video Thắng nói về chủ đề này rồi. Tuy vậy thì tại sao Thắng lại quay sang nói về cái chủ đề về quản trị tài chính, về cái câu chuyện tiết kiệm và cái câu chuyện là buộc chúng ta phải làm, là bởi vì anh chị và các bạn nên nhớ rằng là các ông chủ doanh nghiệp cũng như là người chủ của gọi là sếp của anh chị và các bạn đang lừa gạt các anh chị và các bạn rất là nhiều ở trong cái câu chuyện là thúc đẩy quý anh chị và các bạn tiêu dùng. Cái việc quý anh chị và các bạn tiêu dùng ngay tại công ty hoặc là tiêu dùng với lại đồng nghiệp công ty, về bản chất nó là nâng cao cái mối quan hệ mật thiết với đồng nghiệp, nâng cao cái kỹ năng làm việc cũng như là thúc đẩy quý anh chị và các bạn mở mang cái tầm nhìn để phục vụ cho công việc. Điều này là điều cũng là vừa là tốt cho quý anh chị và các bạn, nhưng cái điều tốt hơn hết là tốt cho doanh nghiệp. Nhưng cái điều xấu cho anh chị và các bạn mà ít các doanh nghiệp hoặc là ít các ông chủ doanh nghiệp nói tới, đó chính là anh chị và các bạn sẽ tiêu hết toàn bộ những cái gì mà doanh nghiệp trả cho anh chị và các bạn. Và khi anh chị và các bạn tiêu hết toàn bộ những gì mà doanh nghiệp trả cho anh chị và các bạn, thì anh chị và các bạn muôn đời phụ thuộc vào doanh nghiệp. Bởi vì chúng ta không có nguồn lực về vốn, chúng ta không có cái gì ở phía sau lưng chúng ta. Chúng ta chỉ có cái sức lao động. Và khi mà doanh nghiệp vắt hết sức lao động của anh chị và các bạn, thì thưa với anh chị và các bạn, điều chắc chắn chúng tôi có thể nói với anh chị và các bạn đó là ra đường. Vắt chanh xong thì chúng ta sẽ bị ném ra đường. Với những cái người mà làm cái lĩnh vực gọi là làm sale hoặc làm kinh doanh thì anh chị và các bạn hiểu hơn ai hết cái câu chuyện này.
chúng ta không còn làm được việc nữa, doanh thu của chúng ta giảm, thì chắc chắn quý anh chị và các bạn ra đường. Do đó buộc quý anh chị và các bạn phải cân nhắc trong cái câu chuyện là tiết kiệm, dự phòng, cũng như là tìm các cái giải pháp khác để có những nguồn thu nhập thụ động khác mà chúng ta cần phải làm. Không thể và không có ai có thể đem cho tiền quý anh chị và các bạn trong cái công chuyện đầu tư hoặc là mở mang khởi nghiệp hay bất kỳ một vấn đề gì mà anh chị và các bạn muốn, đều cần có tiền. Tiền là đầu tiên, thứ đầu tiên cần đến, cơ hội hay may mắn hay bất kỳ một vấn đề nào đó có phát sinh trong cuộc đời của anh chị và các bạn. Dù có biết 10-10, cái phần thắng có thể chắc tới 99,9%, nhưng không có tiền thì chúng ta cũng đành lắc đầu, ngao ngán và không làm gì được hết. Và để có điều đó thì 6-7 năm thực hành tiết kiệm sẽ tạo cho chúng ta thói quen và cái cách chi tiêu cũng như cái phương pháp gọi là quản trị tài chính cá nhân. Đây là một trong những chủ đề khá là hay mà anh chị và các bạn cần phải lên Google, lên hỏi chị Google, và chị Google sẽ bày cho anh chị và các bạn cách chi tiết hơn là ông Lê Văn Thắng nói cho anh chị và các bạn nghe. Điểm nữa là khi các bạn có cả hai ở độ tuổi bắt đầu bước vào độ tuổi trưởng thành, lập gia đình, ở chúng tôi lấy con số 30 là độ tuổi được coi là những người bắt đầu gọi là được trưởng thành, điềm đạm hơn trong cái những cái công chuyện của mình, cũng như là có những cái nhận thức gọi là đủ lớn, đủ trưởng thành, thì khi đó chúng ta có cả hai, trong khi thì người khác chẳng có gì. Về mặt là cái nguồn lực về mặt sức khỏe của quý anh chị và các bạn, thì cái người mà không có một cái kế hoạch tài chính rõ ràng thì đến cái giai đoạn này thì đâu có tiền đâu để mà đầu tư cho những cái khóa học hoặc là đầu tư cho những cái việc gọi là nâng cao cái kỹ năng của bản thân. Hay ngay cả như cái câu chuyện là không có tiền tiết kiệm thì chúng ta cũng không có cách nào để có thể vượt ra khỏi cái biên giới Việt Nam để mở mang cái tầm nhìn của mình. Còn nếu anh chị và các bạn làm ngay từ đầu thì ngay tại thời điểm này chúng ta có cả hai, có cả nguồn lực về tiền, có thể những cái dòng tiền mà anh chị và các bạn tìm được cái kênh đầu tư phù hợp, nó cũng đem lại một cái nguồn thu nhập thụ động cho anh chị và các bạn. Chúng ta hoàn toàn có thể vững bước. Tại thời điểm đó, nếu anh chị và các bạn có trong tay đâu đó khoảng tầm nửa tỷ thì chúng ta cũng đã có một cái nguồn thu nhập gọi là khá là ổn định và không bao giờ lo sợ trong cái câu chuyện công ăn việc làm nữa. Và cái thứ hai anh chị và các bạn có, đó là cái kỹ năng làm việc của anh chị và các bạn cũng được nhờ đó mà nâng cao hơn, và chúng ta nghiêm túc hơn trong cái câu chuyện làm việc để duy trì cái tốc độ tăng lương của chúng ta, để duy trì cái cuộc sống. Bởi vì chúng ta có một cái tỷ lệ tiết kiệm cố định sẽ dẫn đến câu chuyện cái lượng tiền tiêu của chúng ta nó bị eo hẹp. Và chính vì cái eo hẹp nó là nguồn động lực thúc đẩy quý anh chị và các bạn hoàn thành tốt hơn so với những người khác trong cái công chuyện của mình, để được đánh giá tốt hơn và mức lương càng ngày càng tăng hơn, để nở ra thêm cái tỷ lệ tiết kiệm cũng như tỷ lệ tiêu dùng của anh chị và các bạn. Điểm thứ ba mà anh chị và các bạn cũng cần phải lưu tâm là ở đây thì chúng tôi không muốn đi sâu vào câu chuyện hướng dẫn quý anh chị và các bạn đầu tư vào kênh gì, mua cái gì, đầu tư ra làm sao. Chúng tôi đưa ra những cái giải pháp rất giản đơn, cụ thể là có thể gửi vào những ngân hàng có cái tỷ lệ an toàn vốn cực cao, Vietcombank hay là BIDV hay là ACB, là những cái ngân hàng mà có tỷ lệ gọi là nợ xấu thấp và tỷ lệ an toàn vốn cao, để anh chị và các bạn ai cũng có thể làm được. Ngay cả kể cả những người mà có cái mức thu nhập tương đồng với mức thu nhập, ví dụ trong cái video 28 tuổi sở hữu 1,5 căn hộ 1,5 tỷ đồng mà có mức thu nhập tương đương, đang là công nhân, mặc dù họ vất vả hơn những người làm văn phòng là phải tăng ca thì mới có được cái mức lương như vậy, nhưng họ hoàn toàn có thể thực hành những cái giải pháp giản đơn, nó là tiết kiệm để có thể gọi là chuẩn bị cho tương lai. Và khi anh chị và các bạn bước vào những cái tuổi lập gia đình, có những cái áp lực nhất định, thì chúng ta sẽ thấy được rằng là khi mà người ta có tất cả, khi mà người ta có đủ cái bản lĩnh của tuổi trưởng thành thì anh chị không có gì. Và cái bước tiết kiệm lại bắt đầu ở những cái tuổi gọi là những cái tuổi mà có những cái áp lực rất nhiều, thì chúng ta sẽ rất rất khó khăn. Không có cách nào khác, không có bất kỳ một khóa học làm giàu nào, cũng như không có một cái giải pháp nào được gọi là chén thánh hoặc là bánh vẽ. Tiền ở trong cái xã hội này thì nó có giới hạn, nó từ túi người này nó sẽ chuyển sang túi người khác. Anh chị và các bạn quá gì lạm dụng những cái khóa học làm giàu, cũng như là đưa ra những cái lý do của những cái bạn trẻ để lại ở dưới những video của chúng tôi, rằng là phải tiêu cái này, phải tiêu cái kia. Tất
cả mọi vấn đề đều được giải quyết nếu quý anh chị và các bạn muốn. Đừng đem những lý do để trình bày cũng như là nói với chúng tôi rằng là không thể. Điều không thể là do chính anh chị và các bạn nói. Hãy nói điều có thể buộc quý anh chị và các bạn phải làm. Bằng cách đó anh chị và các bạn mới có thể độc lập trong cái công việc cũng như có một cái tự chủ. Bản lĩnh quý anh chị và các bạn sẽ được nâng tầm hơn, cũng như các quyết định trong công việc của anh chị và các bạn sẽ có tính sắc bén hơn rất nhiều khi mà tài sản cá nhân của anh chị ở cái mức bắt đầu có trong tay 300-400-500 triệu, thì anh chị và các bạn sẽ rất tự tin trong các mối quan hệ cũng như các cái giao tiếp của mình. Hy vọng rằng những sẻ chia ở tận đáy lòng từ những cái gọi là kinh nghiệm trong cái quá trình lao động làm việc ở các công ty trong nước có, nước ngoài có, và những cái kinh nghiệm trong quản trị tài chính cá nhân, quản trị tài chính, tư vấn đầu tư tài chính hoặc là tư vấn đầu tư lĩnh vực bất động sản giúp ích cho quý anh chị và các bạn rất nhiều. Đừng quên để lại cái cảm nhận của quý anh chị và các bạn ở dưới video cũng như ủng hộ Thắng ơi bằng việc ấn like cho video này, và đừng quên đăng ký kênh, subscribe kênh để có thể tiếp tục đón xem những video tiếp theo. Hiện nay trên Facebook thì Thắng có lập một cái nhóm Facebook có tên là Thắng ơi TV, tức là sẽ là cái nơi sinh hoạt cho những anh chị và các bạn nào muốn học hỏi về mặt kiến thức. Chúng tôi đang thiết lập một cái hệ thống nhóm của Thắng ơi TV chuyên cung cấp những cái dữ liệu về quản trị tài chính cá nhân cũng như là phương pháp cách thức đầu tư. Trên cái nhóm này, anh chị và các bạn lên Facebook tìm Thắng ơi TV để tham gia với cái cộng đồng. Và thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn. Hy vọng rằng sẽ được gặp lại quý anh chị và các bạn trong những cái nhóm ở Facebook để có thể chia sẻ nhiều cái kiến thức hữu ích và bổ ích hơn cho quý anh chị và các bạn trong cái lĩnh vực đầu tư, sử dụng cái đồng tiền của mình trong cái quá trình tiết kiệm trong những thời gian vừa qua vào đâu cho hữu ích và đem lại hiệu quả cao nhất. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong một video tiếp theo. Chúc anh chị và các bạn có những ngày cuối tuần bên người thân và gia đình nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thân chào, goodbye và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong video tiếp theo.